gì. Tại vì á, bây giờ là mình chưa có triệt lông xong, thế cho nên là mình chưa thể nào kiểu thoải mái giơ cánh lên xong rồi kiểu mặc một cái áo mà ở trên nó sẽ kiểu 2 giây một chút để chào các bạn được. Nhưng mà mình đoán là sắp rồi nha. Thì như title của video thì các bạn đã thấy là hôm nay mình sẽ làm về chủ đề triệt lông. Tại sao lại là triệt lông mà không phải là những cái phương pháp khác? Đó là bởi vì á, thực ra là mình hồi xưa tóc mình nhiều lắm, bây giờ kiểu không biết sao stress quá hay gì nghiệp quá mà nó rớt hết tóc thôi, chứ hồi xưa tóc mình rất là dày. Và những cái vùng khác thì đương nhiên là nó cũng vậy. Thế cho nên là mình đã kiểu ao ước đến cái việc mà kiểu da mình trắng bóng, xong rồi không có miếng lông nào từ lâu lắm rồi nha. Từ năm ngoái nhá, là mình đã bắt đầu mình triệt lông tại spa. Đó, tại vì mình nghĩ là thế nào nó cũng sẽ hết, tại vì người ta kêu là triệt lông vĩnh viễn. Nhưng mà xui một cái á, là đợt dịch giãn cách năm ngoái mình ở nhà tới 7 tháng mà mình không thể nào đi spa để làm xong cái liệu trình đấy được ấy. Nhưng mà mình lại phát hiện ra một cái đấy là nó hoàn toàn không có vĩnh viễn. Như theo như lời của bạn mình chia sẻ đấy là trong cái đợt đấy là lông ngách của nó dài gần đến khuỷu tay. Dĩ nhiên là nó sẽ không có đến mức như vậy, nhưng mà thực ra là nó cũng kiểu dài ra rất là nhiều. Đấy, thế cho nên là sau đấy là mình biết là thì ra là không phải kiểu bạn đi spa là kiểu nó sẽ hết vĩnh viễn, mà mình sẽ phải luôn có một cái gì đấy tác động vào. Dĩ nhiên là trong đợt dịch á, thì mình đã kiểu lướt TikTok, mình xem rất nhiều, sau đó mình làm đủ các thể loại phương pháp, là từ kiểu cạo xong rồi waxing với dùng đường á, với lại cái hạt trắng trắng mọi người hay dùng. Nhưng mà mình sau đấy thì mình cảm thấy là cái việc cạo nhổ hay là waxing nó không có được hiệu quả lắm, đặc biệt là cạo, mình ghét cạo cực kỳ tại vì nó làm rát da mình á, và kiểu mọc lại cũng rất rất là nhanh nữa. Trong khi waxing thì nó cũng chỉ hơi đau một chút thôi, nó đối với mình nó hơi đau và nó sạch cái gốc đấy. Nhưng mà mình thấy được, nếu như mà kiểu bạn ít á, thì không sao, nhưng mà của mình nhiều á, thì sẽ thấy được cả cái lỗ chân lông ấy, kiểu nhìn nó không có lông nhưng mà nhìn nó cũng không có đẹp nữa. Thế cho nên là mình quyết định là mình sẽ mua một cái máy triệt lông về. Tại vì đơn giản là đằng nào cũng phải mua thôi. Bây giờ nếu mà mình đi spa mà nó không hết được vĩnh viễn thì kiểu đằng nào thì mình cũng sẽ phải mua một cái máy về để triệt kiểu hoài luôn, cho nó hết hẳn luôn. Thêm một cái nữa đó là khi mà đi ra spa, mình đảm bảo với các bạn là cái chi phí nó đắt hơn rất nhiều so với việc bạn mua một cái máy về bạn triệt một thời gian rất dài và tất cả các bộ phận trên cơ thể luôn. Nó tính ra nó rẻ, rất rất là rẻ luôn ấy. Và loại máy mà mình đang dùng là của Tomorrow Bay. Để mình mở ra cho các bạn xem, tại vì mình cũng dùng rồi nên là nhìn nó không được gọn gàng lắm thôi. Trong này là gồm có một cái máy triệt lông này, kiểu cầm rất là gọn ấy. Ở trong này nó sẽ có thêm một cái mắt kính. Một cái mắt kính này là lúc mà bạn triệt thì bạn nên đeo để nó chống lại tia UV. Với lại mình thực sự dành lời khen cho cái cạo này luôn á, tại vì á, mình cũng có dùng một vài cái khác để cạo thử nhưng mà không có cái nào mà nó sắc được như cái này nha, mặc dù cái đấy mình muốn rất là đắt luôn đấy. Thì 100 điểm cho cái này. Cái này không phải là sạc nha, lúc đầu là mình tưởng sạc đầy pin xong rồi dùng ấy, nhưng mà thực ra là cái này bạn cắm điện vào xong rồi còn cái đầu này á thì bạn sẽ cắm vào đây này, bạn sẽ cắm vào cái lỗ này là bắt đầu mình dùng luôn, chứ mình không có sạc cái gì cả ấy. Dĩ nhiên khi mà dùng các loại máy này thì bạn không thể nào kiểu hy vọng là kiểu triệt xong một lần là da sẽ láng mịn như kiểu mỹ nữ được, sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu. Mà cái này mình nghĩ ít nhất là phải dùng đến 5-7 lần thì mới thấy được cái hiệu quả là thực sự mà nó giảm ấy. Ví dụ như là vùng tay và vùng chân của mình ấy thì là nó không bị quá nhiều, thì là sau đến lần lần này là lần thứ ba thì mình đã bắt đầu thấy được cái tác dụng của nó rồi. Mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Nên là vùng mà có ít lông á thì sẽ thấy hiệu quả rõ ràng hơn. Còn những cái vùng khác như là vùng này này, dĩ nhiên là mình không thể nào cho các bạn xem được, nhưng mà nó cũng không phải là kiểu quá là thần thánh ấy. Thậm chí đến lần thứ ba rồi thì mình cũng chưa thấy được cái tác dụng gì nhiều. Và mình nghĩ là sẽ phải cần kiên trì với những vùng nhiều lông như thế này để cho nó láng mịn hoàn toàn. Cái máy Tomorrow Bay này thì nó sẽ sử dụng công nghệ IPL, là công nghệ ánh sáng này, chuyển hóa thành nhiệt, sau đó là nó sẽ đốt cháy cái sợi lông. Tuy nhiên các bạn đừng sợ là kiểu nó làm thâm xong rồi kiểu nó đau, nó rát, nó nóng. Chứ kiểu mình á, là tại vì hồi xưa mình đi spa rồi, thế cho nên là mới vô phát là mình quất mức thứ 5 luôn và hoàn toàn là không có vấn đề gì, mình không cảm thấy nó quá nóng. Nó nóng cái máy thôi chứ còn kiểu da của mình thì không có bị nóng hay đỏ rát. Thế nhưng mà tuy nhiên là nếu như mà bạn mà da nhạy cảm á thì có thể là sử dụng gel lô hội này, hoặc là những cái khăn ướp lạnh sẵn ấy, bạn để kế bên đi, xong rồi bạn bạn dùng từ cái mức nhỏ nhất đến cái mức mạnh nhất để xem bạn chịu được mức nào. Hoặc là nếu mà bạn cảm thấy những cái lần đầu chưa quen mà nó hơi bị rát một xíu á thì có thể sử dụng cái khăn để chườm vào cho đỡ nóng.
Để mà so sánh hiệu quả đối với spa thì mình có thể đảm bảo với các bạn luôn là spa nó có tác dụng nhanh hơn rất là nhiều. Hồi xưa mình đi spa nha, là sau lần triệt đầu tiên thôi, khoảng mình nhớ là khoảng đâu đó vài ngày sau, 4 đến 5 ngày sau thôi, là khi mà bạn sờ vào cái sợi lông đấy á nhá, là kiểu nó rất là mềm ấy, nó rất là mềm, cảm giác bứt bứt phát là ra luôn, nhưng mà mình không có cần giật. Lúc mà mình đi tắm á, mình sẽ có một cái đồ để tẩy da chết da, mình chỉ cần lướt nhẹ qua thôi là sợi lông nó đã rớt xuống rồi, cảm giác rất là kỳ diệu luôn ấy. Nhưng mà đối với cái máy này thì như mình cũng đã nói là bởi vì nó dùng tại nhà nên là nó sẽ không được mạnh như thế, và tác dụng thì đối với mình là sau lần thứ ba là bắt đầu thấy kết quả ở những cái vùng lông mà nó mỏng, còn lông mà dày á thì sẽ phải xem thêm để biết được kết quả. Đặc biệt là sau khi mà triệt xong rồi á thì không có nên dùng, thứ nhất là wax sinh, thứ hai là nhổ, thứ ba là cạo, và thứ tư là tẩy lông luôn. Bạn không nên dùng kem tẩy lông, tại vì những cái phương pháp đấy nó sẽ làm mất đi các lỗ chân lông, khiến cho cái quá trình triệt lông này nó sẽ không được hiệu quả nữa. Và một lưu ý cũng vô cùng quan trọng, đó là các bạn nên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trong thời gian nhạy cảm này. Mình thì mình cứ sử dụng Vaseline thôi, trời ơi, một cái chai siêu to khổng lồ như thế này mà giá rất là rẻ ấy. Hy vọng là sau video vừa rồi thì các bạn đã tìm thấy những cái thông tin hữu ích cho quá trình triệt lông của mình, và chúc các bạn sẽ sớm có một làn da sáng mịn và không hề còn lông nữa. Xin chào tất cả mọi người.